Dịp lễ 20 tháng 10 đang đến gần và được xem là một ngày vui trong năm để có thêm lý do tận hưởng cuộc sống đối với nhiều chị em phụ nữ. Năm nay, một xu hướng mới đang được phái đẹp ủng hộ, đó chính là tự mình tạo ra niềm vui cho chính mình thông qua việc mua sắm những món trang sức tinh xảo. Tôi được biết đến J&CJ qua bạn bè của tôi giới thiệu. Sau một thời gian sử dụng thì tôi thấy cái màu sắc nó lên rất là tốt. Nó sáng hơn, đẹp hơn, trong hơn. Cái màu yêu thích của tôi là màu tím lavender. Sau khi sử dụng, cái màu tím này nó làm cho tôi rất là thỏa mãn. Tôi cảm thấy mình tự tin hơn, sang trọng hơn và xinh đẹp hơn rất là nhiều. Cũng theo thương hiệu cẩm thạch thiên nhiên J&C, để đáp ứng cho nhu cầu của phái đẹp trong những dịp tôn vinh một nửa của thế giới, các nghệ nhân của đơn vị đã nghiên cứu và chế tác nhiều mẫu vòng tay, dây chuyền, mặt dây, v.v. với nguyên tắc tôn tạo nét đẹp thuần túy tự nhiên của cẩm thạch bằng kỹ thuật tạo hình nữ trang tinh xảo. Nhưng trên tất cả vẫn đảm bảo nét đẹp truyền thống đặc trưng không thể nhầm lẫn của cẩm thạch. Bởi lẽ đây chính là điều cuốn hút người yêu thích trang sức đến với loại ngọc này.